nhà sản xuất của những live action khó hiểu nhất thế giới và tác giả của franchise ăn khách nhất thế giới đến với bộ live action gây tò mò nhất thế giới rằng là người ta sẽ phải chuyển thể và dàn dựng như thế nào để đưa những sinh vật như thế này lên phim. Nhưng đó có lẽ không phải là vấn đề, vì đích thân tác giả Oda đã viết cả tâm thư nói rằng ông sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho phim này luôn. Và đấy là sự bảo chứng không thể nào mà tín hơn được nữa rồi. Tuy nhiên, việc thay đổi và nhiều khả năng là tóm gọn câu chuyện rông dài của One Piece sẽ diễn ra như thế nào và có những gì đáng mong đợi. Video ngày hôm nay sẽ là để đào sới và bới móc trailer 1 và 2 của series live action này để dự đoán những gì mà bác Oda và Netflix sẽ mang đến cho chúng ta, đồng thời so sánh với bản manga và anime gốc trước khi nó lên sóng vào ngày 31 tháng 8. Điều đầu tiên và cũng là khá đáng mừng, đây là cuộc hành quyết vua hải tặc Gold D. Roger sẽ được giữ lại. Đây là phân cảnh bản lề để mở ra kỷ nguyên hải tặc và là một trong những cảnh biểu tượng nhất franchise, vì thế nên là dễ hiểu thôi, nó cần phải có mặt để mở ra thời đại hải tặc và set up bối cảnh cho phim. Một điều thú vị nữa là bộ râu của Roger đã được thay đổi đúng ý Oda trước đây. Chả là trước đây đấng thừa nhận rằng cái thứ lông trên mồm của Roger thực ra là lông mũi, nhưng rồi vì lý do hình tượng của vua hải tặc nên ông đành quay xe đổi thành râu. Hên cho Michael Dorman là tiên sinh Oda đã thay đổi sớm, không thì bộ xử lý khí của ông dễ sinh biến lắm. Lông mồm thì giữ nguyên nhưng bộ nhá thì không. Roger sở hữu hàm răng đều như bắp và cũng vàng như bắp luôn. Nhưng đó là một chi tiết khá là hay, vì hải tặc mà lại răng trắng mồm thơm thì nó cũng bất hợp lý. Tuy nó không nhìn trắng sáng như anime, nhưng lại có nét hơi bẩn bẩn cần thiết và phục vụ tốt cho bối cảnh. Ngoài ra cách Roger bị hành hình cũng có chút thay đổi. Đó là thay vì phải căng hải đi lên thì ông hoàng hải tặc lại được ngồi thang máy chạy bằng cơm đưa lên. Chi tiết này làm tôi thấy hay phết, gọn gàng hơn và hoành tráng hơn. Soi một tí vào đám đông trong buổi hành hình, ta có thể thấy một gã mặc áo trùm màu xanh ở bên phải, mà nhiều khả năng là Mông Kỳ Đa Lạp Cách, ông bô của Luffy. Đó cũng là chi tiết được bê nguyên từ nguyên tác. Bên cạnh đó còn có Do Flamingo này, cặp nhóc tì của băng Roger, Shanks và Buggy, Mihawk, Crocodile và Gecko Moria. Vậy thì chúng ta có thể vui vì hai điều. Một là họ làm rất chỉn chu từ các chi tiết. Hai là đây giống như một sự bật mí và bày tỏ tham vọng về chặng đường dài hạn của One Piece Live Action. Và nếu nó thành công như mong đợi, chúng ta sẽ được thấy những nhân vật này xuất hiện trên màn ảnh. Sau khi nghe lời tuyên bố của Roger về kho báu One Piece, một làn sóng bùng nổ trong những kẻ bên dưới. Mà không để ý có một bà chị đeo nguyên một chiếc smartwatch, hoặc cũng có thể là log post đời mới giúp người sở hữu nhanh chóng tìm ra One Piece thì sao? Trong buổi hành quyết, ta cũng được thấy sự xuất hiện của Garp, ông nội Luffy. Trong bản gốc, ông không hề có mặt ở lễ hành hình Roger, ông chỉ xuất hiện trong buổi hành hình Ace mà thôi. Cơ mà sự xuất hiện của ông theo tôi nghĩ chỉ mang tính chất là một lời chào cuối gửi cho kẻ đối trọng với mình. Bên cạnh đó, chiếc áo choàng chính nghĩa của các lính hải quân cấp cao cũng được cải biên để phù hợp với vật lý thực tế hơn khi được cố định bằng một sợi dây xích. Chứ vừa đấm vừa chỉnh áo lên hình cho đẹp thì hơi nhọc. Ở trailer 2 ta được ngó qua tạo hình của nhân vật xanh tóc đỏ. Tuy trước đó có nhiều tin đồn rằng chú Châu Tinh Trì sẽ nhận vai vì over hợp. Tuy nhiên nhìn Peter Gadiot vào vai ông chú quốc dân này, với kinh nghiệm fan một mẩu nửa đời người thì tôi đánh giá cặp đôi này kẻ 8 cân người nửa lạng. Ở trailer đầu người xem đã được chứng kiến hình hài của tạo vật tốn CGI nhất cái bản phim này, cánh tay trái của Shanks. Thì ở trailer thứ 2 ta đã được thấy cú đớp thương hiệu của nó, giúp ông chú tóc đỏ gia nhập hội trung thủy One Piece. Tức là không thể bắt cá hai tay. Cá chú có thể không bắt bằng chi tay, nhưng tai chú có thể bắt từng nhịp bay sống động với màng loa 10mm mà lại còn có thiết kế đẹp. Chất âm không chỉ hay chuẩn DJ, đến từ tai nghe One Audio F2. Tai nghe True Wallet đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon. Tuy tính xanh xuề xòa không bận tâm vẻ bề ngoài, nhưng họa tiết đĩa than lại là điểm nhấn, có thể thu hút mọi ánh nhìn từ địch đến ta, khiến xanh trở thành hải tặc thời thượng bậc nhất thế giới One Piece. Với pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần, lại còn có đèn báo pin, quá thích hợp cho những chuyến hải trình dài của băng tóc đỏ. Đảm bảo bảo hành lên đến 12 tháng, với giá tiền chỉ 590k để bất cứ ai cũng có thể sở hữu con hàng ngon bổ rẻ này. Nếu vẫn còn muốn giảm, anh em có thể lưu mã giảm giá phía bên dưới lên đến 50k. Vì con tai nghe One Audio F2 quá ngon nên Shanks không thể tặng cho Luffy được. Và rồi cả màn trao mũ huyền thoại kết nối lương duyên giữa hai chú cháu, nhìn Lù hồi nhỏ cũng ú nu đáng yêu ra phết. Và về sau khi đã lớn, Monkey D. Luffy với khát vọng làm vua hải tặc rong buồm ra khơi. Nhưng làm vua hải tặc trên chiến hạm một mình ta thì hơi đần, nên cậu phải tìm thành viên. Và lời mời đầu tiên của cậu dành cho một con hải âu. Con này kiểu yo what up bro you good, xong bay đi luôn. Ở trailer 2 người xem cũng được thấy rõ hơn chiếc tàu ngầm cổng đại dương không bao giờ chìm của Lù, khi đang trôi giạt gần đến con tàu Miss Love Duck đã sơn hồng phun đầu của Alvida Kim Trùy.
ta có thể thấy rõ nét hơn cuộc tấn công của lệnh bà này. Với phong cách đu dây đặc trưng của các hải tặc, vũ khí của Alvida cũng được thay đổi sang dạng chùy cầu gai, chắc để tiện sử dụng hơn. Cuộc chiến của Kim Trùy và Luffy sẽ có những cải biên. Thay vì chiến trên tàu của lệnh bà, ta sẽ có một cuộc thư hùng ngay trên một con thuyền, có thể là phương tiện mà Kobe và Luffy đang chạy trốn. Dựa vào timeline của anime gốc cộng với diễn biến suy ra từ hai trailer, tôi mạnh dạn đoán rằng địa điểm tiếp theo Luffy và Kobe sẽ tới đó là Shell Town, nơi đại tác Morgan tay dìu đang nắm quyền. Tuy chưa rõ mặt mũi vuông tròn ra làm sao, nhưng qua tấm ảnh bự tổ trảng này cộng thêm cánh tay dìu không lẫn vào đâu được này, thì Morgan sẽ được tạo hình bám cực sát với bản gốc. Bên cạnh đó, ta cũng thấy những lính hải quân cũng có sự thay đổi trang phục sang dài tay, phù hợp với bối cảnh cuộc sống thực tế nắng gió ngoài biển đảo. Ở trailer thứ hai, ta cũng thấy được sự áp đảo của Luffy trong trận chiến với hải quân ở đây, khi Luffy kéo dài chân tung một cước trong khi Zoro chủ động cúi xuống né. Đây có thể là chiêu Gomu Gomu no Mochi của Luffy, một hit hạ đẹp nhiều hải quân. Nhưng chắc trừ ông này ra, chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu chúng ta không nhận ra rằng Nami có xuất hiện tại cuộc chiến này. Theo nguyên tắc, Zoro sẽ là thành viên đầu tiên của băng mũ rơm. Tuy chưa từng chính thức nói ra trong anime hay chuyện, nhưng ai cũng phải khẳng định khứa đầu têu là thuyền phó của băng. Với sự góp mặt bất ngờ này của Nami, liệu rằng thứ tự nhập băng của tổ đội mũ rơm sẽ thay đổi? Tôi nghĩ là không. Việc Luffy gặp một nữ nhân trước không phải là chưa có tiền lệ. Trong cuốn One Piece truyện ngắn của Oda, ở tập truyện Romance Dawn, Luffy ở vũ trụ này đã gặp và làm quen với một cô gái tên An với nhiều nét khá giống Nami. Tuy sau đó không gia nhập cùng trang mũ rơm, nhưng biết đâu hình tượng và thời gian xuất hiện của Nami trong bản live action lại lấy cảm hứng từ An. Bên cạnh đó, trong bản anime, Nami dù gặp Luffy chỉ sau Zoro, nhưng cô chỉ chính thức gia nhập băng sau sự kiện A Long mà thôi. Lần đầu gặp Luffy, Nami chỉ muốn lấy cậu làm lá chắn để cô thu lợi. Chi tiết này nhiều khả năng sẽ được đưa lên màn ảnh vì nó khắc họa khá rõ tính cách của cô. Bên cạnh việc cả Zoro và Nami cùng khẳng định rằng cả hai không phải đồng đội, nếu ta để ý kỹ chiếc dương trong phân cảnh này, ta sẽ thấy biểu tượng của chính phủ thế giới. Có thể đây là dương kho báu của Morgan, thứ tài sản mà Nami có được sau khi giúp Luffy giải cứu Zoro. Tuy chưa là thành viên chính thức, nhưng Nami sẽ đóng vai trò hoa tiêu part time cho băng mũ rơm. Chính cô đã giải khái quán bản đồ thế giới cho hai chân bé đù kia hiểu. Dễ thấy bản đồ mà miêu tặc vẽ ra khá giống với những gì cô nàng mô tả với Luffy và ông Gaimon trên hòn đảo hoang. Tuy nhiên, cuộc họp có vẻ bị cắt ngang bởi một vụ nổ trên bầu trời, có thể là tiếng pháo hiệu từ băng Buggy. Với bối cảnh sự xuất hiện của Nami đã bị thay đổi, sẽ kéo theo sự kiện liên quan đến gã hề ma quái này cũng thay đổi theo. Rất có thể sự kiện Buggy kết liên minh với Alvida sẽ sớm xảy ra, và mục tiêu của cặp này là tóm được hội mũ rơm. Ở trailer đầu, ta đã chứng kiến tạo hình ghê gớm của Buggy. Còn trailer thứ hai, ta cũng thấy một rạp xiếc phục vụ nhân dân, có thể là ngay trên con tàu Big Top 1 của hắn. Đây có thể là chiêu trò dẫn dụ băng mũ rơm vào bẫy. Với cái tính ham vui của mình thì không khó để Luffy tự chui đầu vào rọ. Minh chứng là cảnh cả ba đã đi thẳng vào rạp xiếc. Nào là xem phun lửa rồi ngồi tâm sự khá thảnh thơi. Cùng trong trailer thứ hai, dễ thấy cuộc chiến giữa băng mũ rơm và Buggy đã nổ ra. Trong khi tên hề đang múa may với những skill đến từ trái ác quỷ chóp chóp của mình, thì phía đối diện chỉ có Nami và Zoro ứng chiến. Theo tôi nghĩ, dễ lắm, ông thần lù đã bị mắc bẫy của Buggy rồi bị bắt vào lồng giam. Còn Zoro và Nami buộc phải tìm cách đưa ông thần này bỏ trốn. Có một phân cảnh ta thấy Nami bần thần trước một dãy nhà sụp đổ. Đây có thể là hậu quả do đạn pháo Buggy đặc chế gây ra nhằm truy lùng đám người Luffy. Chưa rõ cuộc chạm mặt tiếp theo của hai bên sẽ diễn ra như thế nào, nhưng khi xem dàn cast của phim thì nhân vật Kabaji cũng sẽ xuất hiện. Có khi nào kẻ chiến với Zoro trong rừng này lại chính là gã kiếm khách của băng Buggy không nhỉ? Một phân cảnh đáng chú ý nữa là chiếc cờ hải tặc của băng mũ rơm do chính thuyền trưởng vẽ ra. Nó cũng là lá cờ lấy y nguyên từ trong nguyên tác, chỉ khác rằng trong anime nó được vẽ ra khi băng mũ rơm đã có Mary. Còn trong bản live action, dựa vào bối cảnh phía sau Luffy thì nó xuất hiện sớm hơn, khi cả bọn còn lênh đênh với con tàu nhỏ. Đó có thể là hint để bước đến trạm dừng chân tiếp theo, hòn đảo Sirup, nơi trụ cột mang hơi thở của gió đang sinh sống, Usopp. Ở đây họ sẽ chạm mặt với thuyền trưởng Kuro, aka quản gia Clahadore của gia đình Kaya. Tuy nhiên, tạo hình của gã hải tặc được coi là trí tuệ thứ nhì biển đông này chưa được làm rõ, mà chỉ nhá hàng cặp vuốt mèo cỡ đại của gã mà thôi khi tấn công Luffy. Và xuất hiện phía sau quản gia Mary, cuộc gặp gỡ chân tay giữa Kuro và Luffy cũng có sự thay đổi về bối cảnh, khi cả hai sẽ giao chiến trong nhà, có thể là ngay trong biệt phủ nhà Kaya thay vì ở sườn dốc ngoài bãi biển như trong nguyên tác. Và sau khi cuộc chiến kết thúc, không chỉ có Usopp nhập bọn, Luffy còn có thêm một đồng đội khác mà cậu đang rất cần để chinh phục đại hải trình lẫn ước mơ, con tàu Going Merry. Phiên bản này của Mary tuy nhìn không vô tri như bản anime, nhưng được các fan khen ngợi về sự chỉn chu và chi tiết trong tạo hình chiếc đầu dê trên mũi tàu. Tuy nhiên, con tàu mới tinh này chưa kịp khô sơn thì đã nhận tam tai đầu đời.
và kẻ gây ra nó chính là ông nội của Luffy với con tàu custom của mình. Lão già gân không ngần ngại bắn phá bằng đạn pháo, khiến con tàu của băng mũ rơm bị phá hoại không ít. Phân cảnh này khiến tôi nhớ đến cuộc đuổi bắt của hai ông cháu tại Water 7. Nhưng khi ấy băng mũ rơm có Thousand Sunny với bộ đẩy cúp để bust để thoát thân. Còn ở đây thì chưa rõ là thoát thân như nào, nhưng hy vọng không phải là bằng thông não chi thuật. Không chỉ có mình Mary có sự thay đổi, mà ngay cả nhà hàng trên biển Barbary của Jeff chân đó cũng có sự cải tiến rõ rệt, với mục đích cứu đói cho bất cứ kẻ nào lạc trên biển. Nếu quan sát kỹ, ta có thể thấy nhà hàng của Jeff chân đỏ có sự thay đổi khi nó có một ngọn hải đăng ở trên mái để tiện quan sát lẫn báo hiệu sự xuất hiện của nó. Xung quanh con tàu cũng có nhiều tàu bè hơn so với trong anime. Theo nguyên tắc thì khứa mũ rơm lẫn khứa đầu rêu đều sẽ gặp tam tai ở chỗ này, với Luffy thì bị phạt vạ làm phục vụ 2 năm ở đây vì cái tội vô tình tấn công phòng bếp trưởng bằng đạn pháo. Còn Zoro thậm chí mém gặp họa sát thân bởi sự tự tin hơi quá về khả năng của bản thân khi mạnh dạn thách đấu với Mihawk, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Ngay trong trailer, ta đã thấy tận mắt tạo hình của kiếm vương Mỹ Hạnh, đôi mắt sắc lạnh cùng bộ râu nam tính, cộng thêm vẻ đẹp của nam diễn viên Stephen John Wood bên cạnh thanh hắc kiếm Yoru. Đây là sự hoàn hảo, chả có ông nào hợp vai hơn nữa đâu. Bên cạnh đó còn có một phân cảnh khi Zoro và Mihawk lao vào nhau tung chiêu. Đây có thể là phân cảnh Zoro quyết định tung tuyệt kỹ của mình sau khi thất thủ trước con dao tí hon của Mihawk, để rồi nhận một cú chém thẳng cẳng. Tí thì hẹo nếu mắt diều hâu không có chút nương tay. Đó chính là bước ngoặt lớn trong đời kiếm sĩ của Zoro. Khi được kiếm vương đương thời thừa nhận trong bản anime, Zoro sau đó sẽ thể độc rằng lần sau tái đấu sẽ không thua nữa. Một phân cảnh khá là iconic, nhưng đoạn phim này đang có nguy cơ bị thay thế bởi một phân đoạn Zoro nằm trên giường và sắp được dùng để chống zombie. Nhìn cay phết. Lấp ló còn có một hình băng bó theo đúng hướng chém của Mihawk và lời cậu nói: "Mày là thuyền trưởng của tao từ giờ cho đến cuối đời." Có thể sẽ mang ý nghĩa thay thế cho bài tuyên bố bất hủ kia, để khẳng định sự trung thành của Zoro dành cho Luffy. Tuy trong trailer không đề cập đến, nhưng nếu xem dàn cast của One Piece Live Action, ta có thể thấy sự xuất hiện của diễn viên Milton Skoll vào vai thuyền trưởng Don Krieg. Tuy được đề cập sẽ xuất hiện tận 3 tập, nhưng không có bất kỳ thông tin gì về gã cốt đột này cả. Nhưng trong phân cảnh này nếu để ý, ta có thể thấy một gã mặc đồ vest sọc, nhiều khả năng là full body, đại tá hải quân, đang dí súng vào kẻ nào đó. Và kẻ bị dí chính là Don Krieg trong anime. Don được xuất hiện là một kẻ thất bại từ Grand Line trở về, và hắn đang lâm vào tình thế đói mốc mồm. Có thể Sanji đang ngăn tên đại tá lại để cho tên ác ôn kia được một bữa no nê. Diễn biến cụ thể màn giáp mặt với Don Krieg sẽ như thế nào? Chắc phải đợi đến ngày 31 tháng 8 rồi. Kiếp nạn tại Baratie dường như vẫn chưa kết thúc, khi ta còn được nhã hàng với sự xuất hiện hoàn toàn khác với bản gốc của tên người cá A Long và đồng bọn. Nhiều khả năng sự xuất hiện bất ngờ này đến từ việc chúng muốn tóm lại đệ nhất quốc sư Nami trở về. Không rõ là do bảo vệ Nami khỏi đám người cá này, hay vì cay chúng va chạm với Zep, mà Sanji đã mạnh dạn lao ra tung tuyệt kỹ hắc cước lên một tên trong số chúng. Nhưng không si nhê, kẻ chịu đòn đó chính là Kurobi, một trong những tay sai đắc lực của A Long. Khổ nhất có lẽ là Luffy khi bị A Long đá bay ra ngoài, thậm chí là bay thẳng xuống biển, khiến Sanji phải nhảy xuống cứu. Như trong trailer thứ nhất, phân đoạn Nami nói anh hãy tha thứ cho họ, lũ ngốc ấy mà, có thể là lời cầu xin A Long dừng tay mà đi theo chúng. Băng mũ rơm với sự góp mặt thêm của Sanji đã đến quê hương của Nami, với sự xuất hiện của vườn cam là minh chứng. Tuy nhiên ở phân đoạn này, ta có thể thấy một cư dân ở nơi đây đội nón lá. Sau khi xem ảnh Emily Rudd thì có khi nào Nami là người gốc Việt chăng? Trong lần trả lời câu hỏi của fan trên Instagram, Emily cũng chia sẻ rằng cảnh phim mà cô ưa thích nhất trong bản live này đó chính là cảnh Luffy trao chiếc mũ rơm cho Nami và đồng ý giúp cô trong trận chiến với A Long. Sau đó ta có được một cảnh phim hoành tráng khi tổ đội băng mũ rơm đầy đủ sẵn sàng bón ảnh cho băng A Long. Cả Zoro và Sanji đều cho thấy kỹ năng chiến đấu thượng thừa của mình. Tuy thường xuyên va chạm ngôn từ với nhau, nhưng hai khứa này phối hợp ăn ý ra phết. Đỉnh cao của bản live này có lẽ đến từ cuộc chiến giữa Luffy và A Long, khi tác giả đã bê nguyên từ nguyên tác vào bản người đóng. Bối cảnh diễn ra cuộc thư hùng chính trong căn phòng nơi Nami vẽ bản đồ cho đám người cá. Tuy nhiên căn phòng này có vẻ to hơn so với trong anime, đồng thời còn có sự xuất hiện của Nami ở đây. Trailer cũng cho ta thấy thêm hai chiêu thức mà Luffy hay dùng, đó là Gum Gum Gatling Gun để tấn công A Long và Gum Gum Ono để kết thúc cuộc chiến, để rồi phá tan A Long Park. Sau chiến thắng trước A Long, Nami chính thức trở thành hoa tiêu của băng mũ rơm và họ sẽ có thể tiến vào Grand Line. Không rõ sẽ có diễn biến gì tiếp theo cản đường họ hay không, nhưng cuối cùng ta sẽ có phân cảnh huyền thoại. Cả băng đặt chân lên thùng gỗ để tuyên bố lời thề của mình. Nhiều khả năng đây sẽ là phân đoạn kết thúc cho live action One Piece mùa 1, vừa phù hợp để khép lại một chặng đường, vừa đủ gợi mở tiếp tục cho những phần sau, nếu có. Ở cuối đoạn trailer 2, Luffy và Kobe đến xem bảng truy nã của một số hải tặc. Dễ thấy ở đây có một vài sự góp mặt đáng chú ý. Foxy, chúa tể slow motion này, Kevin DSH, hải tặc đến từ Gotham này, kiểu Two Face ấy. Đặc biệt là linh cẩu Bellamy, nhân vật duy nhất lộ gần như toàn bộ khuôn mặt. Đây có thể là một nước đi tham vọng của Oda cùng Netflix.
khi nhá hàng những nhân vật này từ sớm đến như vậy. Tuy nhiên tương lai này khá là trông anh ngược, vì kịch bản ấy đẹp nhưng mà nó khó xảy ra, ít nhất là với dàn cast này. Vì sao lại nói như vậy? Vì trong một cuộc phỏng vấn với các diễn viên trong Băng Mũ Rơm thì họ đều đồng tình rằng hy vọng bản live action này không kéo dài quá lâu như là manga hay anime, mà sẽ có một câu chuyện vừa phải và có một cái kết hợp lý. Cơ mà nguyên tắc manga còn chưa rõ kết thúc như thế nào, nên nhiều khả năng là bản live action này cũng sẽ không lê thê đến cả chục năm, và có thể là sẽ kết thúc ở một arc nào đó diễn ra trước arc time skip. Vì nếu mà time skip thì một là phải bắt Emily Rudd mặc bikini cả ngày, nếu không fan sẽ gào thét. Hai là có thể phải đổi mới dàn cast để nhìn cho nó lực hơn, trưởng thành hơn. The Rock vào vai Luffy, Bing Chi Linh vào vai Zoro, Vinh Dầu Nhất vào vai Sanji. Đó là tương lai khá xa, nhưng ở gần hơn. Ta đã thấy một số hint đến từ nữ diễn viên Emily Rudd ngay trong phần Q&A với fan, đã trả lời hai câu hỏi về hai nhân vật rất đáng được mong đợi, đó là Chopper và Dr. Kureha. Cụ thể thì Nami muốn Hayley Gauthier sẽ thủ vai Chopper hoặc ít nhất là lồng tiếng, còn Dr. Kureha sẽ được nữ diễn viên gạo cội Jamie Lee Curtis đảm nhận. Tương lai này có vẻ trông chờ được, khi Curtis không ngại thừa nhận mong muốn được vào vai vị bác sĩ quái dị này. Với sự góp sức của chính cha đẻ One Piece, cộng thêm với những gì đã được show trong hai bản trailer, Netflix hứa hẹn sẽ khiến cho những fan cứng, non-fan, anti-fan, một trải nghiệm phim ảnh đã con người mà ưng con mắt. Nếu phim không hay thì đấy, Oda đứng ra chịu trách nhiệm cơ mà. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.